ពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិកំណប់ឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជេកនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិថ្មីអន្លង់ស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំយកថវិកានិងភេសជ្ជៈដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃជាពិសេសនោះគឺថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយកើតខែបឋមាសានឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2606ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមចំណែងក្នុងការត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងវិស័យកសាងផ្សេងៗក្នុងវត្តពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិកំណប់ឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជេកនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិថ្មីអន្លង់ស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំយកថវិកានិងភេសជ្ជៈដើម្បីប្រគេ
nâng phút bó đời sáng cực rũm đại bàn tư tùl xoá cùm giang cọc đáy chú bố bệnh thông bia lăng ca rạc mùn đi chân sự chún bồm tên miên sạc đầy chết thả lá cho rũm bốn xâm rạp ca co sang khăn ông vọt chiếc bắn to phong đài Đại mơ khớn, ca bị khăn ông cam vị thị bồn thông thông nền nía miên bồn cả thân ở tiến nếp bê cân lòng mộng ní khám miên cân lãnh xâm rạp chót rồi dùn Bà ông cựu cơ bàn xâm rạch bà tí co sang nơi chùm nọt rồi dùn ní láng đâm bây xâm rốt ở bột thập bò rời sát Đại bán anh chơi một đòi vòn Bà xanh ba xa thuộc xa bà rọc bột thập bò rời sát bà rọc xa rấy khăn ông nâng cao bà tí miên sạch thịa chết thả lá Chô rùm chiêu đầy mùi cà rế miên đâm lấy bà mùi bòn riêl xma nâng mùi đô la bàm cả Nâng chô rùm chạy đầy mùi lán đâm lấy bì mơn bà bòn riêl xma nâng bà mùi đô la Chia chông mình chọc ní dương khá nhóm tăng ọc ní Chia à chá kà nạ kà mạc cá Xôm chun po bột tập bò rì sát tăng ọ Bàn chú bà tế nâng bột tập bộ bùm bà cá Cứ à dụ, văn nạ, sọc khá, bè lẹ, cộng bây khá liên khá liệt lời Sọc kháu bò nhẹ xa ổ chè dào Cá xôn xôm bốn rùm mê nhòm một nơi xếc đầy sọc Xôm ọ bà cún, nâng xôm ọ cún